Thưa quý vị, có thể nói việc sinh và nuôi dưỡng một đứa trẻ chưa bao giờ là dễ dàng. Thế nhưng tại Trung Quốc, một cặp vợ chồng chưa đến 30 tuổi đã sinh được 9 đứa con và chỉ vài ngày tới sẽ hạ sinh đứa con thứ 10. Sau khi câu chuyện về gia đình này được lan truyền trên mạng xã hội thì rất nhiều người đã tỏ ra kinh ngạc trước số con của cặp vợ chồng nói trên. Đó là gia đình của anh Wei Wu sinh năm 1991 và chị Xiao Meng sinh năm 1990, thị trấn Bao An, quận Đô An, thành phố Hà Trì, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Dù anh Wei Wu chỉ mới 29 tuổi, còn chị Xiao Meng chỉ mới 30 tuổi, nhưng cặp vợ chồng đến nay đã có tổng cộng 9 đứa con và chuẩn bị chào đón đứa con thứ 10 vào cuối tháng này. Vì sống ở vùng sâu vùng xa không hiểu rõ vấn đề kế hoạch hóa gia đình, nên sau khi kết hôn, anh Wei Wu và chị Xiao Meng đã liên tiếp hạ sinh 9 người con, trong đó có 5 người con trai và 4 người con gái, không có bất cứ cặp sinh đôi nào. Hầu như cứ 1 đến 2 năm thì chị Xiao Meng lại mang thai và hạ sinh một đứa con. Hơn chục người phải chia sẻ chỗ ngủ cùng nhau, ngay cả bữa cơm hàng ngày cũng phải lo lắng. Hiện nay sau khi nhận được lời khuyên từ chính quyền thì anh Wei Wu và chị Xiao Meng đã hiểu vấn đề về kế hoạch hóa gia đình và quyết định không sinh thêm con nữa.